Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ mình đang ở đằng sau vườn nhà mình nè. Hôm qua con mình nó nói là mẹ hái cho con một ít cam đi. Thì bây giờ mình đi ra mình hái cam. Mời các bạn đi hái cam chung với mình. Hiện tại thì cây cam này nó cũng còn nhiều trái lắm nè mấy bạn. Thì cái cây cam này nó tên là Washington Navel. Mình sẽ ghi cái tên nó ở trên cái màn hình nha. Nếu bạn nào muốn mua thì đánh vào cái tên nó và đi tìm ở mấy cái nursery á, thậm chí cả Home Depot hay là Lowe's đều bán cái loại cam này luôn nha mấy bạn. Mình sẽ cắt cho các bạn coi nè. Mình hái thử trái cam này và mình cắt cho các bạn coi nè. Đây nè. Trời ơi, nước đã luôn đó mấy bạn. Các bạn thấy nước không? Quá trời nước luôn. Nè, coi nè, đó. Các bạn thấy đã không? Đây là trái cam nhà mình vừa mới cắt xong nè. Mình ăn thử cho các bạn coi nha, mình mời các bạn. Mùa này nó rất là ngọt rồi và rất là nhiều nước. Nó ngọt và rất là đậm đà luôn á mấy bạn. Nếu mà theo mình nghĩ á, nếu mà bạn nào mà thích trồng cam á thì nên mua cái loại này trồng nè. Cái vỏ nó cũng rất là dễ lột luôn á. Nè mấy bạn thấy không? Cái vỏ nó nè, lột rất là dễ, nó cũng không có lo khó và cái vỏ nó cũng không đến nỗi dày lắm nữa. Và rất là nhiều nước. Mình thích ở cái cam này một cái đặc điểm á, là cái cam này các bạn biết không, nó không có hột. Nè, không có một tí hột nào hết. Và nước á thì nó rất là nhiều, nó nhiều lắm. Và nó ngọt, cái kiểu của nó không phải là cái kiểu giống cam tết xịt mà ngọt ngọt không, nhưng mà nó có hơi một tí cái vị chua các bạn. Nhưng mà cái vị ngọt của nó là rất là đậm đà mà rất là thơm nữa. Còn thêm một đặc điểm mình thích ở cái cam này nữa là nó chín vào cái dịp Tết, nên là mấy bạn á, nếu mà thích chưng cam vào mùa Tết á, thì các bạn có thể hái và chưng được. Và cái cây nó lúc nào cũng đỏ như vậy thì nhìn cũng rất là đẹp á mấy bạn. Mình mời các bạn muối nữa nha. Không có một tí hột luôn. Bây giờ mình mời các bạn đi hái cam nha. Mình đưa cái mặt mình vào mấy trái cam, chắc mấy trái cam nó còn nổi hơn cái mặt mình nữa đó mấy bạn. Coi nè, nó rực mà nó đỏ, thấy đẹp ơi là đẹp luôn. Nhìn nè, căng mọng và rất là đỏ luôn. Cho nó vào đây. Mình nó cứ nói mẹ ơi, mẹ ra mẹ hái cam đi mẹ ơi, không là nó rụng á, nó rụng uổng lắm, con thích uống nước cam. Mà công nhận cái cam này nó rất là ngon luôn đó mấy bạn. Nó ngon mà nó thơm. Các bạn nó có nhiều bạn nó thì rất là thích cam Texas, nhưng mà mình á thì mình thích cái cam này hơn. Tại vì cam Texas á thì nó chỉ có cái độ ngọt thôi, nhưng mà nó không có cái vị thơm mấy bạn. Nhưng mà cái cam này á, nó có một cái đặc điểm là nó có cái vị thơm của nó. Và bạn nào mà thích chưng Tết á thì các bạn có thể là hái vào và các bạn có thể chưng nè, coi nè, các bạn thấy không? Một chùm cam mà nó ra ba trái như vậy, mà nó bự, mà nó không có hột nữa, thì làm sao mà mình không có thích được. Vắt nước hả, chỉ cần mà 1-2 trái là có một cái ly nước cam là cũng kha khá rồi đó mấy bạn. Thì mùa này là cái mùa của mấy trái cam này đó. Tới mùa này là nó bắt đầu nó chín, mà kiểu như là nó chín sắc vô rồi đó mấy bạn. Để tới tháng này là ăn rất là ngon luôn á. Trên đây mình thấy trái trên đây nó được hơn. Mình thấy ở bên đây nó có vẻ chín hơn nè mấy bạn. Đó, chưa chi mà gần một rổ rồi. Anh chế mấy có một miếng cam mà bây giờ nó giống như là nó khé cổ luôn đó mấy bạn. Trời ơi, coi cái chùm này nè mấy bạn coi nè. Trái nó rất là to và nó mọng nước luôn á. Trời ơi, cái chùm cam này nè. Quá trời luôn. Sao mình thấy có một cái điều lạ bên đây á nha, là cam quýt á, nó cái khi nó chín là nó cứ đỏ mọng mọng. Trời ơi, cái trái này nó to quá nè mấy bạn. Đó, cái trái này nó giống như cam sành luôn nè. Nó to mà nó còn to hơn trái cam sành nữa.
cam quýt bên đây á, mà khi mà nó chín á là nó cứ đỏ, nó cam mà nó cam đỏ lên đẹp mấy bạn ha. Mà bên Việt Nam mình á, mình thấy cam quýt nó chín là nó màu xanh xanh, nó hơi hường hường là nó chín mất tiêu rồi, cam sành nó cũng còn đâu có đỏ đâu. Chiều đi ra quay phim nhà hàng xóm nó này, nó coi game hay gì mà nó la làng quá trời luôn, quá trời trời cây cam này, nó núp ở trong đây không à. Để mình chui vô trong đây nè, mấy bạn coi cây cam nhà mình nè, dưới đất nha, mà nó xè lên nè, quay lên cho mấy bạn coi nè, nó nhiều trái lắm á. Mà tại vì nó cứ cành này cái nó vướng cành kia rồi nó bị che, nên là mấy bạn không có thấy được hết mấy cái trái của nó đó. Chứ nó cũng nhiều trái lắm á mấy bạn. Mà cam quýt bên đây màu nó đẹp ha, nó rất là giống như nó hường hồng và đỏ, nó chín mà nó chín màu cam, mà cam mà cái kiểu mà cam mà nó sặc rỡ luôn á, nhìn nó đẹp mấy bạn hả. Cây cam nè, trái to mà mọc nước, mình không biết làm sao chứ mình rất là ưng cái giống cam này luôn á. Này đó, vắt chút xíu là được một ly nước luôn. Muốn cái chạy ra bứt vài trái cam vô là thấy có một ly nước cam rồi. Vừa đi vào trong nhà lấy thêm một cái mẹt ra nữa mấy bạn ơi, nó đầy nhanh quá à. Trái nó bự đó, nó đầy nhanh quá trời luôn, hái có chút xíu là đầy cái rổ rồi. Đây nè, đó, đẹp chưa? Trời ơi, coi trái cam nè. À, mấy bạn thấy trái cam không? Đẹp quá trời nè, căng mọng luôn. Bỏ nó vô đây. Đó, trời ơi, có nhiều bạn thì thích cam tết sệt hơn, tại vì cam tết sệt nó chỉ có ngọt không thôi. Nhưng mà mình á, thì mình thích cái cam này hơn. Tại vì nó có một cái vị gọi là đậm đà đó mấy bạn. Nhưng mà mình khi mà mình vắt nước mình uống á nha, là mình không có cần bỏ đường luôn á. Nó ngọt á, nó ngọt đủ để không cần bỏ đường. Nhưng mà nó lại rất là có một cái mùi thơm và đậm đà nữa. Trái này lủng luôn đít rồi nè, rứt luôn cái cuốn của nó ra rồi. Nên là mình rất là thích cái cam này. Hồi xưa mình không có biết cái cam này đâu. Đây rớt xuống hai trái rồi. Mà mình đi qua nhà mẹ chồng mình á, cái bà trồng cây cam, mẹ chồng mình trồng cây cam này, trời ơi năm nào nó cũng chĩu trái hết. Cái đến Tết á, mọi người đi qua nhà mẹ chồng mình ăn Tết đông lắm. Hồi xưa còn bà cụ đó, một lần ăn Tết là cả 100 người á. Xong rồi ăn Tết xong á là bắt đầu mấy người bảo là lấy cái rổ ra hái lộc. Thế là cắt cái cây cam đó, mà trời ơi tôi nói cắt á hả, không biết là bao nhiêu cái trái cam luôn á. Thế là mình mê quá, mình mới mua một cây và mình trồng. Mà hồi xưa mình mua cái cây này là mình mua ở cái chỗ cái thằng Orchard đó. Orchard mà bây giờ chỗ đó nó đóng cửa rồi. Mua rẻ luôn. Mà bây giờ bữa mình đi thằng Lowe's hay thằng Home Depot á, mình thấy nó có bán á. Nó bán cũng rẻ lắm mấy bạn, có mấy chục đô mà cây cũng không lớn lắm, cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cái cây này nó phát triển nhanh lắm mấy bạn. Các bạn cũng không có cần trồng cái cây lớn quá làm chi cho nó phí tiền. Mua cái cây nhỏ nhỏ thôi, trồng nó cũng phát triển nhanh lắm mấy bạn. Hái chút xíu mà đã được gần hai rổ rồi. Mình chui vào cái góc này nè, nó có mấy trái nè. Mà cam quýt bên đây á, kali hình như thổ địa của nó hay sao á, mình không có thấy cần phải chăm nhiều nha. Mà nó cứ ra trái quá trời luôn à. Trái gì cũng đỏ. Trái gì bên Mỹ cũng đỏ. Đỏ mà đỏ đẹp luôn. Không phải đỏ thì quên, lộn màu sắc rồi đó mấy bạn. Cái này là người ta nói là màu cam chứ không phải là màu đỏ nữa. Ui, cứ để coi nè. Ui trời ơi. Cái này là vô là tha hồ không biết bao nhiêu ly nước cam luôn.
Đây, đi vô đây. Đó, con. Trái này chưa đây nè, trái trên đây nè. Đó, trái trên đây nó đỏ nè, đỏ đã luôn nè. Xong mùa rồi mình tỉa hơi hơi, mình cũng không tỉa nhiều. Tại năm trước á, mẹ chồng mình cũng tỉa nhiều rồi. Rồi đây có trái mà. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Cho nó vô đây đi, đi qua đây hai cái trái này. Trái này nó, cái này nó to nhưng mà nó tít ở trên đây luôn. Đó, đã chưa? Cái này to nè. Coi nè. Mọng 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 luôn. Mọng 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 luôn. Đó. Đã quá. À, chắc hôm nay mình hái bằng đây cái cam thôi, bây giờ mình đi qua cây khác nha. Bây giờ thì mình đi qua cái cây đu đủ này, mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cây đu đủ này luôn. Đây là cái cây đu đủ của nhà mình vào tháng này nè. Đây là trái của nó, các bạn nhìn kỹ nha, cái đầu của nó kìa. Cây này chắc được 3 tuổi rồi. Cái đầu của nó mùa này nó lạnh, nó bị giống như là nó chết cái đầu luôn á. Xong mùa hè nó lại lên lại mấy bạn. Đây nè, cây đu đủ nhà mình nó như vậy, nó trái nó rất là nhiều. Thì có chị hỏi mình á là em ơi, sao mà em trồng đu đủ mà nó ra nhiều trái vậy, chị cho chị cái cách trồng đu đủ đi. Nhìn nè, mình không có bón phân cho nó gì hết, đất sỏi đá tùm lum luôn, không có làm gì cho nó hết á. Đây mà nó cứ tốt như vậy, ra nhiều trái mà một năm á, mình nói thiệt chứ mình tưới nước cho nó chắc được 5 lần. Nhưng mà nó cũng không có gần, nó cũng không có xa cái cây xoài lắm. Thì cây xoài nó ở kia. Cái cây này nó nhiều trái như vậy đó. Thì có điều á, có một điều á, là mùa đông cái cành, cái ngọn nó bị cháy. Nhưng mà nó không có chết đâu, rồi nó mọc ra những cái nhánh như vậy. Thì mình không có bỏ những cái nhánh này đi. Thì có nhiều người người ta bảo là mấy cái nhánh này nè là nó hút chất dinh dưỡng, nó không có tốt. Nhưng mà mình á, là mình giữ lại, mình không có bỏ đi. Thì đến mùa khoảng tháng 3, tháng 4 á, là nó cứ mọc, mọc bông xong rồi nó lại ra mấy cái nhánh, rồi nó lại tháng 3, tháng 4 mùa xuân đó là nó cứ ra cái nhánh, xong nó lại ra, cứ ra trái, ra trái. Cái giống đu đủ này là cái giống đu đủ Hawaii á mấy bạn. Mình cứ ăn xong mình thảy hột ra rồi nó lên nè, nó cứ ra nhánh. Nó ra nhánh cái bắt đầu á, cái nhánh của nó cái nó tàn rồi á, khi nào mà cái nhánh của nó giống như không ra trái nữa là mình sẽ cắt cái nhánh ở đó. Xong nó lại ra mấy cái nhánh khác, nó cứ vậy đó. Và nó có trái cho mình hoài à. Thì là mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn, đây là một cái cây đu đủ luôn. Mà cái cây này á, mình chăm bón cho nó đàng hoàng lắm. Mấy bạn coi nè, đây là cái chỗ mình trồng rau. Thì tất nhiên á, là nó được chăm bón rất là đàng hoàng. Nhưng mà các bạn nhìn nè, nó đâu có trái gì đâu. Nó có được vài cái trái à. Vài cái trái nè, các bạn thấy lèo tèo ghê không? Ra thì ra được vài cái cành và vài cái trái như vậy. Nhìn nè, không có ra cái gì hết, sắp chết luôn rồi. Thì thật sự mình không có biết cái cách chia sẻ cho cái cây đu đủ như thế nào hết. Nhưng mà theo mình nghĩ là không có cần chăm sóc nhiều cho cái cây đu đủ đâu. Tại vì mình thấy mấy cái cây mà mình chăm sóc nhiều nó thì nó không có tốt bằng những cái cây mà mình không có chăm sóc nhiều mấy bạn. Ở bên nhà mẹ mình, ở bên Việt Nam á, thì mình thấy cái cây đu đủ á, nó cái kiểu như nó mọc ở chỗ sỏi đá đó thì nó rất là nhiều trái. Còn cái chỗ mà mẹ mình trồng đàng hoàng á thì mình cũng không có thấy nó ra nhiều trái. Mà không biết có phải không, mà có một người nói mình á là đu đủ á thì nó ưa mọc giống như là mấy cái chỗ xà bần sỏi, rồi nó lên một cây như vậy thì nó rất là nhiều trái mấy bạn. Thì mà mình cũng làm vậy, mình cũng không chăm gì cho cái cây kia thì nó lại rất là nhiều trái. Còn mình chăm cho cái cây bên đây thì nó không ra gì hết. Thì giờ mấy bạn cứ ít tưới lại thử coi nó làm sao nha. Nó không có chết đâu, đu đủ không. Nó là cái thân mà nó kiểu như là thân rỗng, nhưng mà nó sống rất là tốt luôn đó mấy bạn. Bây giờ mình đi qua mình hái đậu nha. Chứ nếu mà mình biết cái cách chăm sóc cái cây đu đủ là mình chia sẻ với các bạn liền. Mình á, mục đích của mình á, lên cái kênh YouTube này á, là mình biết là mình sẽ chia sẻ hết với các bạn. Tại không có biết nói làm sao hết thôi. Bây giờ mình đi hái đậu nha. Thì đây, đây là cái dàn đậu của nhà mình nè. Cái đậu này nó hay lắm mấy bạn. Nó còn nhỏ nhỏ thì nó cứ cùi cùi, mà nó lớn lên là nó rất là nhiều trái luôn á.
mà mình hái hoài à. Đây, trái nào đẹp đẹp thì đưa cái mặt vô, trái nào xấu xấu né cái mặt ra. Được bằng đây, được bằng đây đậu nè mấy bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn cứ muốn đặt câu hỏi gì cho mình, hay là các bạn muốn hỏi ở cái giống này mua ở đâu, rồi trồng như thế nào, mà nếu mà trong cái khả năng của mình á, mà mình biết á, là mình sẽ chia sẻ hết với các bạn nè. Tại cái mục đích của mình á, là mình thích trồng cây mà cũng thích nấu ăn luôn. Mình thích là mình chia sẻ với các bạn, mà nếu các bạn trồng mà các bạn thành công á thì mình cũng vui mà, đúng không? Thì các bạn nếu mà muốn hỏi cái gì thì cứ cứ hỏi mình. Nếu mà mình biết một cái á là mình chia sẻ liền luôn á, mình có thời gian á là mình sẽ chia sẻ liền với các bạn luôn á. Ông cũng giống như mình á, hồi xưa lúc mà mình mới đi qua Mỹ á, tiếng Anh á thì cũng biết hơi hơi à, mà cũng không có rành lắm mấy bạn. Mà đi mua cây á, thích á mà không biết mua cái tên gì luôn, cũng không có biết là bón phân gì luôn á. Xong rồi cái lúc mà mình mới đi ra cái vườn ngoài kia mình trồng á, mình trồng mười mấy năm rồi, cái mình đi ra đó mình trồng á không biết gì hết, đi ra trồng xà lách á mấy bạn biết không, trồng á cây từ tối tới sáng cái mình đi ra cái cây xà lách của mình á biến mất tiêu à. Trời ơi, mình á ôi trời ơi sao kỳ vậy, thì sao mà trồng mà bây giờ tự nhiên cái cây xà lách nó biến mất tiêu. Các bạn biết làm sao không? Chim nó ăn sạch à, ngoài vườn đó nó có rất là nhiều chim luôn mà mình đâu có biết đâu. Lúc mình mới ra mình làm vườn á, mình đâu có biết trồng cây như thế nào đâu. Cái lúc đó tiếng Anh mình cũng không có rành lắm nha, cái mình chạy vòng vòng đi qua mấy cái vườn khác. Mà nói thiệt chứ mới qua tiền bạc cũng đâu có nhiều đâu mà mua cây giống. Cái mình chạy đi qua cái vườn khác á, cái mình thấy cái ông đó là cái ông người Nhật, mà mình công nhận là mấy người Nhật người ta giỏi lắm nha, với lại người ta cũng tốt lắm. Cái mình đi qua đó mình hỏi ông chứ, ông ơi tại sao mà cái cây của tôi á, tôi mới trồng buổi tối à, ôi sao rớt xuống đây nè, mà bây giờ tôi đi ra nó đâu hết trơn rồi. Mà không biết nói thiệt chứ không biết lúc đó mình nói ông có hiểu không nữa, nói thiệt luôn á. Nhưng mà tự nhiên mình nghe ông trả lời nha, mình nghĩ hỏi đại thôi, cái tự nhiên ông trả lời ông nói vậy nè, mà ông nói mình á, ồ mày biết không, ở đây nó rất là nhiều chim, nó mấy con chim á nó ăn hết của mày á, chứ không phải là cái gì đâu. Mà trời ơi công nhận nhiều thiệt, cái trồng được qua đây nó nhiều hơn nè. Cái bắt đầu về sau làm luống lại, trồng thì che chắn được mấy con chim, bắt đầu qua cái khác nữa, hết chim bắt đầu qua mấy con sên. Tôi nói nó rỉ nó ăn mà không biết làm sao mà để tránh được nó luôn. Mà mấy con sên nó kinh khủng lắm nha, khó diệt lắm, diệt cái diệt sên nó khó lắm mấy bạn. Mà mình á thì lại thích ăn cái đồ organic. Vườn của mình á là mình không có bón hóa học nha, tại vì mình biết á là mấy cái chất hóa học nó cũng không có tốt. Nhà mình á là cái mấy cái đồ đạc trong nhà á có, nhưng mà trừ một cái á, là một cái mình không có xài á là cái microwave á, mà mình không có xài. Mình không biết tại sao mà mình hồi đó mình có cái microwave nhưng mà mình cho rồi, mình lại không biết tại sao mình lại không thích xài cái microwave mấy bạn. Mình nghĩ là có một cái gì đó nó rớt xuống đây mấy trái nè, không biết rớt đâu mất tiêu à. Mà sóng nó đi nhanh quá thì mình cũng nghĩ là nó không tốt, nên mình cũng không xài cái microwave nữa. Nhưng mà không biết có đúng không, mà có nhiều người người ta bảo cái microwave nó cũng không có tốt á. Trời ơi nó đẹp một rổ rồi, nãy đi ra đây nó rớt mấy trái không biết nó nằm ở đâu rồi, không biết ở đâu luôn. Đây nó rớt rồi. Với lại đồ ăn ở nhà chủ yếu là trồng cho con cái nó ăn, thì mình đâu có bỏ phân hóa học làm chi. Nó lớn
nó lớn nhanh nhưng mà mình ăn mình cũng biết nó độc hại, mà bởi vậy mấy bạn thấy cây nhà mình nó lớn chậm lắm, nó không có nhiều thu hoạch như là những cái cây khác đâu. Nó cái vườn của mình á, vườn của mình là cái vườn organic mà nó mình chăm như vậy á, bác bạn biết không, nhiều lúc á nha, giống như hôm qua đó đi ra đó 7 giờ rưỡi tối còn soi cái đèn ngồi ngoài vườn bắt mấy con sen đó mấy bạn, quay phim á xấu đó, giống như bị sen ăn nhiều thì sợ mấy bạn nói là cái vườn nó không có đẹp mà ta nói ngồi bắt sen á, trời ơi thuốc thì không dám bỏ mà ngồi bắt sen quá trời. Và giờ cũng có cách này cách kia thì cũng đỡ. Qua đây đó, mấy trái này là căng, hôm nay nó căng mọng luôn. Mùa này đang cái mùa mà giống như là con gái đậu này, giống như là cái mùa gọi là người ta gọi là con gái dậy thì á mấy bạn, nó mơn mởn nè quá trời luôn nè. À, đây đậu này chỉ có mùa đông thôi, mùa hè thì mình trồng đậu khác, mùa hè trồng đậu này á không, nó không có lên, nó không phải nó không lên mà nó cứ bị sao á. Đậu này là đậu của mùa đông. Ui ôi cho các bạn coi nè, cái bông này đẹp chưa. Đấy, bông cải này, bông cải màu tím này đẹp chưa. Hôm bữa mình đi mình mua cái cây giống bông cải màu tím này nó có nha, mà bây giờ đi ra mua nó chỉ có màu cam không có màu tím nữa. Đây này, đây này, ở đây ra được mấy cái bông cải rồi này. Đây, thấy không, không biết mấy bạn thấy không, đây qua nó lên qua đây, đây bắt đầu nó lòi ra rồi đấy. Đây qua bông cải màu xanh, cải màu tím thì thấy bông cải màu xanh, bông cải màu xanh thì hái hoài ăn hoài. Đây qua hái bông cải màu xanh, mấy cái bông cải này á hả là bức hoài luôn á, không là nó sẽ bị mấy cái con mà bị mấy cái con mà nó ăn cái cây của mình á, giống như con gọi là con muỗi á mấy bạn, cái con mà màu trắng trắng á. Mấy bữa nếu mình có thời gian á mình sẽ chia sẻ với các bạn có những cái loại rau á nha mà mình không bao giờ mà mình đi ra chợ mà mình mua mình ăn, trừ khi nào á mình nói thiệt luôn á là rau organic. Tại vì còn không á là mình thà chịu đắt tiền mình mua cái rau organic chứ mình không có mua những cái rau mà không organic. Tại vì á mình trồng rau mình biết đó các bạn, có nhiều cái loại rau á mà khi mà mình không xịt thuốc á là nó sẽ bị con này con kia ăn à, trừ khi nào mà mình bứt nó từ rất là còn nhỏ, chứ không là nó bị mấy cái con kiểu mấy cái con bớt á là nó đậu vô liền luôn đó các bạn, có cover lại thì nó cũng bị mấy cái con bớt nó ăn là nha. Đi qua đây còn trái nữa nè, đó lên nhanh ghê chưa, mới bữa bứt mà hôm nay đã được một rổ nữa rồi. Đi qua bên đây đây đó, đây nó là một hàng luôn này, đã chưa. Đã quá đó, chiều đi ra hái như vậy thì thôi trời đất ơi còn gì bằng nữa. Đây là một phút giải trí lành mạnh, mình thích trồng cây lắm mấy bạn. Nhiều người thì thích này thích kia, mà các bạn biết không tại sao mà mình thích trồng cây á, mình kể cho các bạn nha một cái lý do. Trồng cây á, cây cối nó giải tỏa đầu óc cho mình, rồi mình nhìn á thì mình thấy nó lớn nè, nhưng mà cây cối thì nó đâu làm hại gì ai đâu, mình đâu giết gì ai đâu, mình chỉ bứt rau thôi thì cũng đâu có làm hại gì ai đâu. Mà cây cối á mỗi ngày mình đi ra mình nhìn nó thì mình giải tỏa đầu óc, mà mình cũng không cần phải căng thẳng. Cây cối nó đâu, mình đâu phải vì mình trồng cây mình đâu có dễ bị căng thẳng được đúng không mấy bạn. Mình tập từ ngày mà mình trồng cây á, mình tập được thêm một cái tính, đó là cái tính rất là kiên nhẫn luôn á. Các bạn thấy không, ông thấy ngoài vườn mình không, trồng bao lâu mới được cái cây mà chuột nó ăn hết luôn, mà rất là kiên nhẫn lắm luôn á. Giờ trồng lại thôi chứ giờ biết sao. Chắc hết rồi. Coi hoa đậu nè, đẹp chưa, các bạn coi thấy hoa nó đẹp không.
Thì các bạn ơi, từ nãy giờ mình với các bạn đi thu hoạch nè, được hai rổ kem nè, với lại một cái rổ đậu như thế vầy nè. Nếu các bạn thích đặt cái câu hỏi gì mà về vườn hay là bón phân hay là cái gì cho vườn á, thì các bạn có thể đặt câu hỏi với mình. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cho các bạn nha. Thì nếu các bạn thích thì xin vui lòng nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video cũng như là những câu trả lời nhanh nhất của mình nha. Bye bye các bạn.